Bà đi đâu vậy? Tôi ban đêm ban hôm bà muốn đi đâu á thì nói với tôi một tiếng chứ, tại sao lại lén lút đi như vậy? Tôi không thể ở lại đây được bà ơi, cứ mỗi lần mà tôi thấy cậu ấy á là mặt mày tôi say sẩm như có ai đâm vô tim vậy bà. Bà bình tĩnh lại đi. Bà nói cậu ấy là cậu nào? Cái cậu họ Võ đó chính là cậu ấy đó. Nhưng mà cậu ta làm sao với bà? Nhà họ Võ, tôi mắc nợ họ, tôi có tội với họ. Do tôi ham tiền nên sau khi cha cậu chết, mẹ cậu quẫn trí tự tử theo, nên tôi đã mang cậu ấy đi bán cho nhà giàu khác. Hả? Tội tôi nặng lắm bà ơi. Trời ơi, thì ra bà chính là bà Vú bắt cậu ta đi. Dạ, là do tôi, là do tôi. Kỳ Vú, tôi đã làm điều tội lỗi đó. Cậu ấy tha tội cho tôi, bởi vì lúc đó có người làm mối kêu tôi bắt cậu bán cho người giàu nên tôi ham Vũ à, tiền mà làm Vũ đứng bậy. Lên đi mà Vũ, chuyện qua lâu rồi. Cậu tha tội cho tôi thì tôi mới dám đứng lên cậu ơi. Con tha thứ, con không có suy nghĩ gì hết. Vũ đứng lên đi. Đứng lên. Vũ đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Con cũng may mắn được cha mẹ nuôi, là người tốt, thương yêu, cho con ăn học đàng hoàng. Dạ, cậu xin trời Phật phò hộ cho cậu, già này ăn năn sám hối cả đời. Vũ à, cậu ơi. Vũ đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua lâu rồi mà. Dạ. Vũ nè, khi Vũ còn ở nhà của con á, Vũ có gặp mặt người đàn ông thường hay lui tới gặp riêng mẹ của con không? Tôi giáp mặt với họ mấy lần cho nên tôi nhớ rất là rõ. Đó là một người đàn ông sang trọng, mần cái việc gì đó ở trong triều đình á. Và ông có một cái đốt đùi ở bên cằm trái á. Đúng rồi. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.